Chào mừng quý vị và các em đã đến với chương trình phát thanh măng non số 2 của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Chương trình phát thanh măng non hôm nay sẽ nói về một chủ đề vô cùng đặc biệt. Để biết chủ đề ngày hôm nay nói về nội dung gì, xin mời quý phụ huynh, quý thầy cô và toàn thể các em, chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm có hơn 1.200 trẻ bị xâm hại tình dục. Số vụ và số nạn nhân bị xâm hại diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Cứ mỗi 8 giờ trôi qua là lại có một trẻ em Việt Nam bị xâm hại tình dục. Trong 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015, Việt Nam đã có tới 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Cứ 4 bé gái thì có một bé bị xâm hại tình dục. Cứ 6 bé trai thì lại có một bé bị xâm hại tình dục. Trên thế giới, theo thống kê của Hiệp hội Quốc gia phòng chống bạo hành trẻ em, độ tuổi trung bình của trẻ em bị xâm hại tình dục là 9 tuổi. Vấn nạn này có xu hướng gia tăng đối với trẻ em nam. Tại Việt Nam, trước đây, trẻ em bị xâm hại thường từ 13 đến 18 tuổi, thì nay xuất hiện nhiều vụ việc ở lứa tuổi 4 đến 13, thậm chí có bé mới 1 tuổi cũng bị xâm hại. Đáng chú ý, 93% thủ phạm có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Trong đó, 47% kẻ bị xâm hại là họ hàng, người trong gia đình nạn nhân. Vâng, thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh, sau khi xem xong những hình ảnh trên thì chắc hẳn quý vị và các em đã phần nào đoán ra được chủ đề của chương trình ngày hôm nay là gì, đúng không ạ? Vâng, chủ đề của chương trình phát thanh măng non ngày hôm nay đó chính là cách phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em. Nhìn những con số biết nói trên, chúng ta không khỏi giật mình vì con số đó thật sự rất đáng báo động. Không biết quý phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh có cảm nhận như thế nào khi xem những hình ảnh trên? Còn Thu Quyên cảm thấy rất là phẫn nộ và vô cùng đau lòng khi nhìn thấy nỗi sợ hãi, sự ám ảnh và sự tổn thương trong ánh mắt của các bạn nhỏ đã từng bị xâm hại. Trong thời gian gần đây, trên cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ việc xâm hại tình dục trẻ em và gây bức xúc dư luận, gây hoang mang cho nhiều bậc phụ huynh. Hậu quả của việc xâm hại tình dục trẻ em là vô cùng lớn. Nó làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần, tâm lý, sức khỏe của trẻ, gây hoang mang, lo lắng cho gia đình và xã hội, làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và truyền thống đạo đức tốt đẹp của nhân dân ta. Vậy thì nhà trường, thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng những các em học sinh, chúng ta cần phải làm gì để giúp các em phòng tránh nạn xâm hại tình dục, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra? Và chương trình phát thanh măng non ngày hôm nay sẽ trang bị cho các em các kiến thức, những kỹ năng để hướng dẫn các em chủ động phòng chống nạn xâm hại. Vậy xâm hại tình dục là gì? Những dấu hiệu trẻ bị xâm hại tình dục ra sao? Cần trang bị những kỹ năng phòng vệ cho trẻ như thế nào? Các em cần thực hiện những quy tắc nào để giúp mình khi rơi vào các tình huống nguy hiểm? Tất cả các câu trả lời sẽ có trong video sau. Xin mời các em chúng ta cùng theo dõi. Xâm hại tình dục trẻ em là hành vi lôi kéo trẻ vào các hoạt động tình dục nào đó, bao gồm cả những hành vi động chạm vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể trẻ hoặc ngược lại, bắt trẻ động chạm vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người lớn. Nhiều hành vi dù không đụng chạm vào cơ thể trẻ vẫn có thể xem là xâm hại tình dục. Ví dụ như cho trẻ nghe những lời nói hoặc xem những hình ảnh khiêu dâm, bắt trẻ đứng, ngồi theo tư thế nhạy cảm để chụp ảnh. Dạy bé tránh bị xâm hại tình dục bằng cách nào? Hãy dạy bé bảo vệ bản thân ngay từ khi bé bắt đầu ý thức về cơ thể mình, từ khoảng 2 đến 3 tuổi. Chương trình xin giới thiệu hai quy tắc đơn giản để giúp trẻ tránh bị xâm hại. 1. Luật bàn tay. Bàn tay của trẻ có 5 ngón và cũng được chia thành 5 vòng tròn giao tiếp. Vòng tròn đầu tiên là ôm hôn, dùng với người thân ruột thịt trong gia đình như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột. Vòng tròn thứ hai là nắm tay, với bạn bè, thầy cô, họ hàng. Vòng tròn thứ ba là bắt tay, khi gặp người quen. Vòng tròn thứ tư, vẫy tay, nếu đó là người lạ. Và vòng tròn cuối cùng là xua tay không tiếp xúc, thậm chí là hét to và bỏ chạy với những người xa lạ mà bé cảm thấy bất an, đến lại gần và có cử chỉ thân mật. 2. Quy tắc đổ lót, pants rule. Ví
Privacy, private có nghĩa là riêng tư. Hãy nói với trẻ rằng không một ai có thể được nhìn hay chạm vào vùng kín của trẻ. Một số người như bác sĩ, y tá hay bố mẹ thì có thể. Tuy nhiên, những người đó phải giải thích được cho con là họ cần chạm vào để làm gì và cần có sự đồng ý của con trước khi thực hiện. A. Always remember your body belongs to you. Có nghĩa là luôn nhớ cơ thể con thuộc về con. Để trẻ biết rằng cơ thể trẻ thuộc về chính bé. Không ai có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể bé mà khiến bé khó chịu. Nếu ai cố tình, bé cần biết nói không. N. No means no. Có nghĩa là không là không. Cần khiến trẻ nhận thức được rằng trẻ có quyền nói không với những hành động chạm vào bé mà bé không thích từ bất cứ ai, kể cả các thành viên trong gia đình. T. Talk. Nói về những điều bí mật khiến con buồn. Cha mẹ cần giải thích cho con về sự khác biệt giữa những bí mật tốt và xấu. Những câu như "Đây là bí mật của riêng hai chú cháu mình" thường là những kẻ lạm dụng, khiến trẻ con cảm thấy lo lắng và sợ không dám kể cho ai khác nghe, và con cần phải nói ra. F. Speak up có nghĩa là lên tiếng. Nói với con khi nào bé cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi thì bé có thể lên tiếng với người mà bé tin tưởng. Không nhất thiết phải là bố mẹ, đó có thể là chị gái hay cô giáo. Xin giới thiệu bộ đồ bơi đẹp nhất quả đất. Xin, bộ của em đẹp nhất hệ mặt trời. Đẹp vậy rồi có nhớ quy tắc 6 cánh hoa để bảo vệ mình không đó? Em thuộc lòng luôn nha. Cánh hoa thứ nhất, không nhận quà khi chưa hỏi ý kiến ba mẹ, kể cả quà từ người quen. Cánh hoa thứ hai, không đi cùng người lạ đến nơi vắng vẻ. Cánh hoa thứ ba, vùng đồ bơi, đồ bơi. Cánh hoa thứ ba, vùng đồ bơi là những vùng riêng tư, đối với em là vùng này, còn anh thì đơn giản hơn. Giờ em nhớ ra rồi. Không để người khác xem hoặc chạm vào vùng đồ bơi của mình, ngoại trừ ba mẹ. Bác sĩ khi khám cho mình thì ba mẹ phải có mặt ở đó nha. Cánh hoa thứ tư, từ từ còn thiếu nè. Cũng không được xem hoặc chạm vào vùng đồ bơi của người khác. Em nói tiếp. Cánh hoa thứ tư, người thân quen và bạn bè chỉ được ôm mình một cách bình thường, không được đụng chạm vào vùng đồ bơi. Cánh hoa thứ năm, hét lên thật to, không, và bỏ chạy thật nhanh đến nơi đông người. Khi có ai đó chạm vào vùng đồ bơi của mình hoặc bắt mình chạm vào vùng đồ bơi của họ. Cánh hoa thứ sáu, không sợ đe dọa, không giữ bí mật, nói ngay với ba mẹ thầy cô nếu những điều trên xảy ra. Các con thật thông minh và dũng cảm. Các bạn nhớ kỹ quy tắc 6 cánh hoa để bảo vệ mình nha. Vậy là chúng ta đã biết cần dạy trẻ như thế nào để phòng tránh bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều vấn đề khiến các bậc phụ huynh quan tâm, như làm sao để biết con của mình đã bị xâm hại. Trong trường hợp này, bé sẽ có một số biểu hiện như cơ thể có nhiều vết thương, đặc biệt ở vùng nhạy cảm. Bé ít tắm hơn, có thể từ chối thay quần áo. Bé biết nhiều hơn về tình dục so với các bạn cùng trang lứa. Về mặt tâm lý, bé sẽ thấy sợ hãi một ai đó, một nơi nào đó, hoặc sợ bị sờ vào người, sợ các hoạt động thể chất, sợ bóng tối, khó ngủ hoặc thậm chí là tè dầm. Câu hỏi cuối cùng được đặt ra là chúng ta nên làm gì khi trẻ đã bị xâm hại? Tin vào những lời kể của trẻ, trẻ con thường không biết nói dối. Khen ngợi vì trẻ đã kể với bạn. Khẳng định đó không phải là lỗi của trẻ và bạn không giận trẻ. Dùng càng nhiều cách khác nhau để thể hiện điều này càng tốt. Bảo vệ sự an toàn cho trẻ, ngăn chặn trẻ tiếp xúc với kẻ đã xâm hại mình. Chữa trị những vấn đề về sức khỏe thể chất do việc xâm hại gây ra. Vừa rồi các em đã theo dõi video vô cùng bổ ích, mang lại rất nhiều kiến thức và kỹ năng tự phòng vệ cho bản thân. Cô hy vọng rằng với những kiến thức và những kỹ năng các em vừa được học, sẽ các em sẽ biết cách phòng tránh xâm hại một cách hiệu quả nhất. Và cô cũng mong tất cả các bạn nhỏ sẽ không bao giờ phải rơi vào những tình huống nguy hiểm như trên. Chúc các em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi. Chương trình phát thanh măng non đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau. Tạm biệt.